Xin chào quý vị và các bạn. Đầu tiên thì tôi xin nhắn với mọi người, những người chưa nhận được tiền hỗ trợ theo nghị quyết 116. Chắc hẳn là mọi người đang rất thắc mắc và phần nào là lo lắng. Nhưng mà không sao đâu, hôm nay Thư viện Pháp luật sẽ giải đáp những thắc mắc của mọi người về những vấn đề phát sinh liên quan. Vì sao mà mọi người chưa nhận được tiền hỗ trợ để chúng ta cùng nắm rõ. Mấy hôm nay tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi, chẳng hạn như đang làm việc ở doanh nghiệp nhưng công ty lại không chịu làm thủ tục cho, hay là đã đăng ký rồi mà đợi hoài vẫn không thấy tiền. Với những trường hợp như thế này thì phải làm sao? Đầu tiên là với những người đang có hợp đồng mà chưa nhận được tiền hỗ trợ. Theo quy định thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho người sử dụng lao động, và người sử dụng lao động có trách nhiệm công khai danh sách để người lao động được biết, đối chiếu, bổ sung thông tin nếu có. Sau đó thì lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ đến cơ quan bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, nếu như sau ngày 30 tháng 11 năm 2021 mà vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, thì người lao động có thể tự làm thủ tục để nhận hỗ trợ. Như vậy ở đây, với những người đã làm thủ tục rồi mà vẫn chưa nhận được tiền thì cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì theo quy định thì chậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi hỗ trợ. Vì số lượng người lao động nhận hỗ trợ quá lớn nên sẽ có trường hợp người nhận trước, người nhận sau. Còn đối với những người lao động không được doanh nghiệp làm thủ tục cho, thì sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, mọi người có thể tự mình làm thủ tục mà không cần phụ thuộc vào doanh nghiệp. Cách thực hiện như thế nào thì các bạn có thể xem chi tiết tại video cách đăng ký online nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết 116 mà chúng tôi sẽ để ở phần mô tả. Tiếp theo là đối với người lao động đã nghỉ việc. Theo quy định thì thời gian chậm nhất để hoàn thành việc chi hỗ trợ là ngày 31 tháng 12 năm 2021, tức là đến cuối năm. Cho nên nếu bây giờ thủ tục đã đúng, đã hợp lệ thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm ngồi đợi tiền về. Thật ra tôi thấy ở các tỉnh, số lượng người lao động nhận hỗ trợ không quá lớn nên nhận được tiền cũng khá nhanh. Còn ví dụ ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ lâu hơn một chút. Rồi, trên đây là giải đáp những thắc mắc mà gần đây Thư viện Pháp luật liên tục nhận được từ quý vị và các bạn. Hy vọng với những giải đáp trên, mọi người sẽ tự tìm được cách giải quyết vấn đề của mình. Bên cạnh đó là giải đáp được những băn khoăn, lo lắng suốt những ngày qua. Rồi, video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.